Chào các bạn, hôm nay thì Facebook xin chia sẻ với các bạn về cái sản phẩm mà serum vitamin sống, vitamin tươi frozen của thương hiệu Natura Srica. Cái sản phẩm này thì hầu như là khách hàng cũng đã sử dụng rất là nhiều và cũng ưng ý với sản phẩm. Mục đích của nó là nó sẽ giúp là tăng cái năng lượng và tỏa sáng cái tông màu da của chúng ta, đặc biệt là da của chúng ta đang bị xỉn màu này, nhợt nhạt và trông có vẻ thiếu sức sống đấy. Thì chúng ta có thể dùng cái sản phẩm này để làm tỏa sáng và tăng cái năng lượng cho da. Thì ở đây Fairfood muốn nói đến hai cái mẫu. Một cái mẫu là chai nhỏ, chúng ta thấy là nó chỉ có 50ml thôi ạ. Đó, chai này thì nó có 50ml, nhưng mà nó lại là cái chai mà đậm đặc hơn. Đó, nhà sản xuất có nói là cái chai này thì cái thành phần của nó là cái mùi xả chanh đấy, và nó cũng có các cái chiết xuất từ hoa hồng Damasca và mâm xôi, rồi là chiết xuất của rhodiola để làm dịu da đó, và các cái chiết xuất từ quả hắc mai biển hay là hạt lanh hay là dầu thông hữu cơ, và chiết xuất của nanai nữa, và nó sẽ làm cho da của chúng ta là tỏa sáng, và mục đích của nó là để cung cấp và chất dinh dưỡng và làm đều cái màu da, hiệu chỉnh cái tông màu da và cung cấp cái vitamin cho da. Nhưng cái dòng 50ml này thì nó đậm đặc hơn, tức là cái chất lượng của nó tốt hơn hẳn và giá thành của nó cũng cao hơn. Còn cái dòng lỏng như này, đây chúng ta nhìn thấy cái dòng serum lỏng như này thì là theo như cái nhà sản xuất mà Facebook có giao dịch với cái nhân bạn là bên marketing của nhà sản xuất thì có nói là sau khi mà họ sản xuất xong cái dòng đậm đặc này thì họ sẽ sản xuất, tức là chất còn lại thì sẽ được sản xuất cái dòng này. Thành ra là cái dòng 50-100ml này nó rất là lỏng và cái chất lượng của nó cũng không tốt bằng cái dòng 50ml này. Thì đầy đối các bạn cũng có thể trải nghiệm cả hai để đưa cho mình những cái đánh giá. Và cái dòng 50ml này thì chúng ta dùng cho cái mục đích là chúng ta sẽ loại bỏ ngay lập tức, là nó sẽ dưỡng cho da của chúng ta mịn mượt này, loại bỏ khô bong chóc này, và đặc biệt là vào mùa đông ấy, da của chúng ta sẽ luôn luôn tỏa sáng. Đó, thì các sản phẩm này các bạn có thể tham khảo trên trang mỹ phẩm nga.vn hoặc là mỹ phẩm nga Facebook để được tư vấn kỹ hơn ạ.